Dạ rồi, em Tuyết xin mến chào bà con nha. Chào mừng bà con đã quay trở lại với kênh Seru và phun thuốc hàng Nhật Bãi của em Tuyết nha. Thì tiếp tục hôm nay em Tuyết sẽ lên một cái con xe này cho anh chị xem và tham khảo ha. Con này là Seru 2 cầu 4 bánh ha, 2 cầu 4 bánh và có ben nha anh chị nha. Đó thì hình thức thì anh chị qua nhìn qua hình thức sẽ đánh giá được nó ha. Đó, một màu cam. 4 vệt kép D ha, đèn đuốc là bên em làm ok hết rồi nha anh chị nha. Đó, mình dễ việc về xài sử dụng thôi. Con này đi động cơ xăng nha. Ghế zin luôn anh chị ha. Đó, có một vài vết nứt. Một vài vết nứt ha, mà mình không có vấn đề gì đâu ha. Đó, con này lái vô lăng nha. Vô lăng trợ lực ha. Con này lái vô lăng trợ lực, bên kia là côn, bên này là thắng ha, đây là ga chân. Đó, hình thức rất là liền lạc nha anh chị nha. Đó, cái này mình chỉ cần đề, bấm một cái là nó đề thôi. Đó, số con này đây số nó nha anh chị nha. Số con này là 3 tiếng một lùi, có tăng nhanh chậm ha. Đây là ben nha, tăng nhanh chậm nó nằm ở đây. Đó, còn cái này là ben của nó nha anh chị nha. Đó, có gương chiếu hậu đồ bài bản ha. Đó, mình ngồi ở đây mình che nắng che mưa ha. Nước sơn rin màu cam là toàn bộ là nguyên rin nha anh chị nha. Còn em đã dặm lại sườn và thùng rồi. Đó, em dặm sườn thùng đen rồi ha. Đây, con này đi bánh 20 nhân 800 trừ 10 ha. Đâu ta? 20 nhân 800 trừ 10 đó. Hình thức bánh hơi răng chút đỉnh nha. Gai còn rất là ngon, rất là ok, nhưng mà bánh hơi răng ha. Những cái bánh này là bên em có luôn nha. Anh chị mua về xài sử dụng thời gian có hư thì cứ liên hệ em Tuyết nha. Con này là bẻ bẻ mình nha anh chị. Đó, bẻ mình thì nó phù hợp cho đi những cái đường mà chặt hẹp ha. Nó đẹp bẻ, lái rất là gọn. Đó thì anh chị nào cảm thấy phù hợp thì chú ủng hộ em Tuyết ha. Nó khung sườn thì em đã sơn lại màu đen rồi ha. Nó sơn lại cho nó dễ nhìn nha bà con nha. Hộp số là không có xì nhớt xì phốt gì đâu ha. Đó, bên ti thì bóng loáng nha bà con nha. Đây thùng không có một lũng đâu ha. Nói chung nước sơn xấu thì em dầm sơn lại vậy thôi chứ. À nó hơi dăm dăm xíu chỗ đây. Đó, dăm dăm nha. Hình thức là có xem Tuyết qua vậy nha bà con. Đó, bà con cứ nhìn kỹ video nha. Đó, nó hơi hơi có chút dâm vào đó thì bà con mình về xài sử dụng thì mình gia cố lại thôi, xài thời gian mình gia cố lại. Bánh sau rất là đẹp nha bà con nha. Bốn cái bánh là đi đều bằng nhau hết là 20 nhân 800 trừ 10 ha. Con này là trọng tải nó 500 kg ha. Em đã sơn lại cái thùng màu đen nha. Còn lại màu cam là nguyên zin toàn bộ nha bà con. Bà con xem kênh yêu thương em Tuyết thì nhớ cho em Tuyết một nút đăng ký nha, để ủng hộ em ha. Đây, hai cái lớp sau nhìn nó khá là ok luôn. Hai cái lớp trước thì nó hơi răng. Đó, hình thức thì em Tuyết có sao nói vậy nha. Đây trọng tải nó 500 kg rồi con. Nó bể mình khúc này ha. Ở đây nó gơi GX13. Đó, thông số sườn đồ của nó đây ha. Em bỏ bình mới vô cho bà con nha. Bình này ha. Có cái gì mình bỏ đồ gia dụng vô đây. Con này nó đi đầu Kubota 8 ngựa nha anh chị. Đầu Kubota 8 ngựa ha. Đầu máy móc là nguyên trinh luôn nha. Đó, những cái đầu này đầu rời bà con mình về có thể xài sử dụng một thời gian, nó hư thì bà con có thể tháo đầu này ra, có thể thay đầu khác vô ha. Con này giá em bán tại cửa hàng là hơn 40 triệu thôi nha. Đó, anh chị quan tâm cứ liên hệ em Tuyết sẽ báo giá trực tiếp cho bà con mình nha. Rồi bây giờ em sẽ test máy cho anh chị xem và tham khảo nó ha.
Dạ rồi, giá con này em bán tại cửa hàng là hơn 40 triệu nha bà con nha. Đó, bà con nào quan tâm liên hệ số điện thoại em tiếp là 0835585879. Cửa hàng em là ở thị trấn Thành Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng ha. Bà con nào ở xa gần gì em mua là em ship toàn quốc nha. Rồi, mến chào, hẹn gặp bà con mình ở cái video tiếp theo ha.